đang nhậu mà cái thằng bỏ về là cái thằng bản lĩnh á. Cuộc đời còn hơn thua nhau ở chỗ khác chứ không phải hơn thua nhau trên cái bàn nhậu này. Cái anh bạn mà anh nhậu đó, anh bị người ta chê ba anh yếu, có gì đâu mà nhục nhã. Còn người ta chê mình yếu nữa thì thôi, tao nhậu không có được với mày, không có đủ đẳng cấp với mày thì thôi tao không nhậu nữa, tao đi về. Mà các bạn biết rồi, cái thằng mà đang nhậu mà thằng bạn bỏ về em buồn lắm chứ, chê dở đi về. Thì một ngày nào đó đi, bạn gặp anh bạn này lại ở một cái lĩnh vực khác, ở một môi trường khác, bạn sẽ điểm mặt, bạn sẽ dằn mặt lại ai mạnh hơn ai. Chứ hơn thua gì trong cái bàn nhậu, nó không đúng sở trường với mình thì thôi, tôi thua tôi rót rượu cho bạn uống cũng được. Chứ tôi đâu cần hơn thua đó. Nhưng mà vấn đề là bỏ hết cái bàn nhậu này rồi, bước qua một cái ngày khác, tới môi trường khác và cuộc sống và gia đình thì ai mạnh hơn, cái đó mới là quan trọng. Còn trẻ ở tuổi ăn nhậu này, ý thức cái chuyện đó, kích bác nhau đó. Có nhiều cái mà cha mẹ ở nhà buồn, nuôi dạy con lớn lên rồi cái là bắt đầu ra đường quan hệ xã hội mà hồ đồ, một cái là trả giá liền.